Lâm Tâm như đổi thái độ vụ tố Châu Kiệt cưỡng hôn. Nữ diễn viên từng ám chỉ Châu Kiệt hôn thô bạo trong Hoàn Châu Cách Cách, nhưng hiện tại cô thay đổi thái độ và cho biết bản thân thời trẻ quá nhạy cảm. Ngày 19 tháng 6, ETTODA đưa tin Lâm Tâm như tham dự họp báo chương trình truyền hình thực tế Live The Why do cô sản xuất. Tại sự kiện, nữ diễn viên được hỏi về lùm xùm từng bị tài tử Châu Kiệt cưỡng hôn khi quay Hoàn Châu Cách Cách giữa thời điểm phong trào Me Too đang bùng nổ ở showbiz Đài Loan. Trước truyền thông, Lâm Tâm Như cho biết chưa từng bị bạn diễn khác giới quấy rối, tấn công tình dục trong quá trình hợp tác. Khi còn trẻ, ai cũng không biết đóng phim, ứng xử non nớt. Lúc đó, tôi mới 22 tuổi, chưa từng có kinh nghiệm đóng cảnh hôn. Có lẽ tôi vì quá căng thẳng mà trở nên nhạy cảm hơn. Dù gì đó cũng chỉ là công việc, nữ diễn viên nói. Năm 2004, trong show truyền hình Khang Hy Đến Rồi của MC Từ Hy Đệ, Lâm Tâm Như kể về ký ức buồn khi quay phim Hoàn Châu Cách Cách. Cô tâm sự năm đó có một diễn viên nam cố tình lợi dụng cảnh phim để cưỡng hôn cô trước ống kính. Cô sợ hãi nhưng không thể phản ứng vì là diễn viên mới. Chia sẻ của Lâm Tâm Như khiến Châu Kiệt, người có cảnh tình cảm với nữ diễn viên xứ Đài, hứng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Trước cáo buộc của bạn diễn, Châu Kiệt khẳng định tất cả là sự bịa đặt từ phía Lâm Tâm Như. Anh miệt thị cô giả tạo, khéo đóng kịch thành nữ trước mắt công chúng. Lúc bấy giờ, dư luận Trung Quốc chia làm hai luồng ý kiến. Có người bảo vệ Lâm Tâm Như, mắng chửi hành vi xuồng xã, quấy rối đồng nghiệp nữ của Châu Kiệt. Nhưng cũng có không ít khán giả nghi vấn Lâm Tâm Như đổ tiếng xấu cho người khác để gây chú ý. Liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục của nam diễn viên Hữu Thắng, Lâm Tâm Như không bình luận. Cô cho biết không có nhiều cảnh quay chung, cũng không có bất kỳ liên hệ nào ngoài đời với Hữu Thắng. Họ từng hợp tác trong The Act of Life vào năm 2021. Tôi có ranh giới rất rõ ràng đối với mọi chuyện. Công việc là công việc. Nếu có điều gì khó chịu, vượt qua giới hạn trong quá trình hợp tác, tôi sẽ không tha thứ và sử dụng quyền tố cáo của mình, Lâm Tâm Như chia sẻ. Lâm Tâm Như hiện là bà trùm của ngành giải trí Đài Loan sau khi trở về quê nhà phát triển vào năm 2021. Ngoài làm diễn viên, cô còn trở thành nhà sản xuất phim ảnh, show truyền hình. Ở vai trò mới, Lâm Tâm Như gây ấn tượng với series Hoa Đăng Sơ Thượng, chương trình Live The Why.